Sau đây Lê Cục tập thể gửi tặng cho mọi người nha. Có bàn tay ai đó đêm nay mang đến đôi cho cây và đêm lại này. Dần người đàn ông vội đã là của nơi này gì. Bất chấp hết lầm lỗi vì sự u mê, em thi thua vì sự chán chê. Hỡi ông trời, đạo lý làm người khó chối. Người còn ở ngay đây mà như không ai hay. Dù tắm ngày dài cũng quá điên dại mà thôi. Bỏ lại sau câu cá bao lời, vợ đẹp xinh đây cũng không cần. Đẹp tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ. Chẳng ai muốn có anh có thương mà vì yêu hết chấp nhận hết. Anh đã bao giờ tự hỏi chính bản thân mình, rằng người con gái của ai phải chịu bao đau.